Đoàn của chúng tôi hôm nay gồm có, đây là bác sĩ Đức, đây là anh Đông, anh trai của bác sĩ Đức, đây là bác sĩ Vinh, và tôi là thầy giáo Quang, đi tham quan cái vùng chè ở Thái Nguyên. Nhân tiện là xuống cái suối để chơi, phát hiện ra là nông dân ở đây người ta vẫn còn giữ cái mô hình tạo điện từ nước, thủy điện đấy, thủy điện nhưng mà quy mô gia đình. Sau này ở làng sinh thái của mình có thể tạo cái thủy điện ra như thế này. Đấy. Thì bây giờ người ta nhấc ra cái cục ra rồi. Còn nếu như mà mất điện thì lại lắp cái cục vào cái lỗ gì cả. Cái dòng nước làm cho cái tua bin nó quay. Tua bin nó quay thì xung quanh cái từ trường của Nam Châm nó tạo ra dòng điện. Và điện đấy có thể truyền lên để sử dụng luôn. Và đấy là một cái hình thức năng lượng bền vững và nó rất là thiên nhiên. Tôi hy vọng là các làng sinh thái của chúng ta sẽ lợi dụng được cái kinh nghiệm của nhân dân, của dân gian để tạo ra cái năng lượng thiên nhiên, năng lượng bền vững chúng ta sử dụng. Đó.